Căn cứ các quy định tại các luật hiện hành, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có ô tô, là giá do cơ sở sản xuất bán ra. Để khuyến khích doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh giữa ô tô sản xuất trong nước và ô tô nhập khẩu, tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đã đề xuất phương án giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra, trừ đi giá trị linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước.